Xin kính chào các quý vị khán giả. Chào mừng quý vị đã đến với kênh Đá Quý Thanh Hóa. Trong nội dung video này, kênh Đá Quý Thanh Hóa xin được giới thiệu đến với quý khán giả một tác phẩm mặt dây chuyền đá phong thủy được làm từ đá thạch anh tóc vàng, chuẩn hàng thiên nhiên tự nhiên. Quý vị nhìn ở giữa, đây là một dạng tóc vàng, rất nhiều tóc tập trung ở giữa. Ở cái phần này thì nó có lẽ là phần một, cái phần quặng sắt nó bám cùng với lại tóc vàng, hơi có màu đen một chút. Đánh thì nó có độ bóng rất kỳ là đẹp. Cái mặt dây này thì nó có bề cao này là 2 cm, và bề ngang ở điểm mông rộng nhất này là 1,2 cm, và có chiều dày là 0,5 cm. Và hiện tác phẩm này tôi đang giao lưu cùng với lại quý vị khán giả với giá là 170.000 đồng. Nếu quý vị nào mà quan tâm muốn sở hữu hay liên hệ trực tiếp với tôi thông qua số điện thoại 0354 099 099. Quý vị yêu thích chỉ việc nhắn tin để lại thông tin địa chỉ qua Zalo theo số điện thoại trên, tôi sẽ gửi hàng đến tận nhà cho quý vị. Cam kết sản phẩm là hàng thạch anh tóc vàng chuẩn thiên nhiên tự nhiên, quý vị có thể kiểm tra kiểm định thoải mái. Nếu phát hiện không đúng, tôi xin đền lại gấp 10 lần giá trị đơn hàng cũng như là toàn bộ các cái chi phí mà khách hàng phải bỏ ra để kiểm định, giám định đối với sản phẩm. Tất cả các đơn hàng bên tôi thì nếu khách hàng mua hàng mà chuyển khoản trước sẽ được ưu tiên bao ship trong phạm vi toàn quốc. Còn nếu quý vị không có điều kiện để chuyển khoản thì tôi sẽ nhờ bên giao hàng thu hộ. Tuy nhiên nếu mà thu hộ thì quý vị chịu giúp cho tôi phí ship. Quý vị nào còn chưa đăng ký kênh thì hãy bấm đăng ký để thường xuyên theo dõi được các cái video mới nhất mà hàng ngày kênh Đá Phong Thủy sẽ up lên để phục vụ các quý khán giả. Kênh của tôi thì thường xuyên có những video giới thiệu về các sản phẩm đá thạch anh thô, những sản phẩm chế tác đá thạch anh để phục vụ đến các quý khán giả. Và lưu ý một điều khi mua hàng, đó là quý vị kiểm tra hàng trước khi nhận hộ cho tôi, xem hàng gửi có đúng như cam kết hay không, hàng có bị vỡ, bị hỏng trong quá trình vận chuyển hay không, thì quý vị giúp tôi đó là kiểm tra hàng trước khi nhận cho tôi. Và có vấn đề gì ta trao đổi lại để có hướng giải quyết luôn. Quý vị nào còn chưa đăng ký kênh thì hãy bấm đăng ký để thường xuyên theo dõi được các cái video mới nhất. Xin kính chào và xin hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.